Hiện tại thì cua của dì ba đang đem ra đó mọi người ơi. Đây sẽ quay cho mọi người xem nha. Các bạn trẻ đang hỗ trợ để đem cua xuống giúp dì ba. Nhìn là cua rất là hấp dẫn nha. Đây là cái thùng cua đầu tiên của dì ba, còn khoảng chừng một tiếng sau thì dì ba mới đem ra. Cái chú xe ôm này đang về để mà chở cua ra tiếp mọi người. Trời mưa cũng khá là lớn nhưng mà cũng bữa nay là cua dì ba đem ra sớm, nhưng mà cũng rất nhiều khách đến để ủng hộ cho dì ba. Sẽ quay cái người khách đầu tiên để đến ủng hộ dì ba. Đây các bạn. Đây. Chị là cho em hỏi là chị là mua cua ở đây lần thứ mấy rồi chị? Lần đầu tiên á anh. Lần đầu tiên chị thấy cua của dì ba như thế nào chị? Nói chung là theo dõi trên mạng là thấy là ngon đó. Ngon hả? Ngày nào cũng theo dõi hết trơn á. Dạ. Như là tối nhà cũng có clip mày lên phải không? Dạ. Ngày nào mình cũng theo dõi đó. Chị cho em hỏi là chị thấy cái hoàn cảnh của dì ba như thế nào? Hoàn cảnh thì thấy cũng thấy cũng như là ở mình phải không? Dì ba ở mình phải không? Dạ đúng rồi, dì ba chồng con đã bị mất rồi đó chị. À, dạ. Dạ. Nói gì không theo dõi thì cũng có, nhưng mà dạ, thấy dì ba sống ở mình thấy vậy. Dạ. Chị có lời nào tới chia sẻ tới dì ba không? Chưa. Dạ. Chưa. Cảm ơn. Nhưng mà mình thấy theo dõi là thấy dì ba cũng thiệt. Dạ. Rất là cua thì ngon rồi đúng không? Ngon. Dạ dạ. Có ba cái tới lần rồi mà không có hết cua cái lấy số trước đó. Dạ em cảm ơn chị. Rồi, một con thịt em ơi. Người con, từ từ đợi cho em tí anh. Anh ơi, rồi 13. Con gạch con từ từ anh ơi, mới tới số 18. Con gạch con thịt đúng không anh? Rất là đông luôn nha mọi người. Đây.
346 đúng không chị? 346. Cô lấy số nha anh chị. Cô ngon lắm. Thôi từ mấy miếng đầu tiên luôn. Ra phố họ. Em trên hỏi là em mua cua ở đây lần thứ mấy rồi em? À, mua lần đầu tiên luôn. Lần đầu tiên em thấy cua như thế nào? Thì đúng như những gì mà em nhìn trên mà thấy nó bự. À, nó ngon. Ngon. Còn giá sao em? Giá thì em thấy em hai con này rất là nặng luôn, mà có 300 mấy là rất là hợp lý, cua gạch nữa. À. Thì em thấy là rất là thương dì ba. À. Tại vì cái đường quốc lộ 50 dì ba ở cũng là cái đường mà em về quê về nhà mỗi ngày. À. Thì em thấy là rất là thương chị ba luôn. À. Cũng ủng hộ gì. Với lại em cũng rất là nể chị Thúy. Dạ. Dạ. Tại vì nhà em cũng là bán quán cơm chai á. À. Cũng rất thương những cái hoàn cảnh đó là giúp đỡ. Em có chia sẻ gì với mọi người để ủng hộ dì ba không? Thì em là coi những cái clip của dì ba là từ những cái clip đầu tiên luôn. À. Em coi tới bây giờ. Rồi. Mỗi ngày mà em ăn cơm á, em rất là thèm cua, em phải mở clip lên coi đi. À. Đỡ thèm. Dạ. Hôm nay em mới có dịp để em ăn. Thì em thấy có nhiều người cũng còn chê mắc chê rẻ, nhưng mà đối với em thì cảm thấy là giá rất là hợp lý. À. Vì cua rất là ngon, nhất là cái clip hôm qua em coi. À. Rồi cua, cái clip mà cua về chất lượng cua dì ba cực kỳ ngon luôn. À. Cái giá nó rất là hợp lý, nên là mọi người ráng ủng hộ đó. Rồi, thì rồi. Mình muốn có một bữa ăn ngon thì mình cũng phải bỏ một cái giá xứng đáng cho nó, rất là công bằng rồi. Chứ đừng có chê khen là gì cũng già rồi, không chồng không con thì giúp đỡ gì có cái số tiền mà sau này có cuộc sống trang trải được. À, rồi, cảm ơn em nha. Bỏ lâu lắm. Để xăm xong anh trai này. Số 36 à. 36 37 à. Anh có ba mấy anh? Quay lại anh xong rồi á. Giờ lớn mạng con đâu biết. 38 có đâu có đâu. Lấy gì chị? Ba đó tặng cho cái anh này một con cua nè. Đây. À, anh nhà đâu anh? Ở gần đây không? Quận Tư hả? À, Quận Tư mà mình đặt xe ở đây mua cua. Anh biết gì ba qua đâu anh? Chết trên mạng. À, trên mạng hả? Dạ vậy được. Dạ vậy được. Dạ vậy được. Có cái anh này là ở quận 4 qua đây mua cua, nhưng mà chị Thúy thấy anh ủng hộ, chị Thúy không có lấy tiền. Đây. Cua thì không biết gì ba lời thì chắc không nhiều, nhưng mà thấy những cái hoàn cảnh như vậy tặng thì để chia sẻ cho mọi người. Đây là cái anh mà ở bên quận 4 mà chị Thúy cho cua của ảnh mọi người. Ảnh không có chịu về, đứng đây là để cảm ơn chị Thúy. Mà chị Thúy lo bắn cua nên là không có nói chuyện với ảnh được. Đây. Có cái chị này đang mua cua và ăn tại chỗ luôn à. Để mình qua bển mình hỏi chị đó nha. Con này vô không nói. Con chén bát có đấy chứ. Ngon không chị? Rau bé ăn xong rồi. À. Có gì ngon nữa. Chị cũng chiêu lắm. Mà chút xíu rồi đây gì ba ra là được. Con chắc không mẹ chắn. Chị mới mua cua ở đây lần thứ mấy rồi chị? Mới mua lần đầu. Lần đầu à? Chị thấy giá làm sao? Bình thường. Đây dì ba tới rồi nghe mọi người. Đây. Em chỉ cần nhớ ai thấy đầu tiên. Mẹ ơi cho em rửa tiền.
Hấp dẫn rồi mọi người. Có cái chị khách này đang đợi dì ba để chẻ cua ra luôn. Chị đã mua trước rồi nhưng mà đợi dì ba ra. Đây. Đây mình quay cho các bạn xem luôn nha. Có hai người nước ngoài tới để ủng hộ cua dì ba. Thế là họ tò mò, họ thấy đông quá thì họ xem ơi như thế nào. Có cái một anh đi xe hơi ở bên Tân Phú qua để mua cua gì ba nè. Là mấy cái người mà mua cua rồi chẻ ra rồi ăn tại chỗ luôn nè mọi người ơi. Mua 2 con hả? Dạ. Rồi đem 2 con lên về. Dạ. Là mua 5 con. Dạ. Đây hấp dẫn quá mọi người. Dạ ngon á. Ờ đầy cái cua rồi. Dạ. Nhiều người nói là cua hôi cua muối á. À đó. À cua sống mà sao không được. Dạ đúng rồi. Dạ. Cái này mọi người thấy không? Cái này nó ngon nè. Chị này nói không? Cái gặp này không phải là mũi luôn mà là mũi. Rồi, anh em thấy ngon không? Chị mua mấy cái cua vậy chị? Nãy giờ là
ba con, hai con, năm con á. Năm con bây giờ chị ăn là trước mắt là mấy con? Ba con. Ba con. Là 600 ngàn á. À. Ăn sạch sẽ luôn rồi không? Đây, hai anh chị rất là thành ăn cua luôn á, ăn còn có bỏ không à? Chị ở đâu vậy chị? Ở dưới gần dưới Long An á. Ở Long An. Chị này là với anh này là ở Long An lên đây ủng hộ cua của dì ba nè mọi người. Rồi, cảm ơn. Chị ăn cua với chị ba chị có thấy nó có lạ cái gì nữa, đặc biệt ở cái nước chấm không hay là nó đặc biệt ở cái gì? Nếu mà con cua thì ở đâu nó không có giống nhau á. À, nước chấm với lại hấp nó rất là ngọt. À, vậy là cua của chị ba là cái bí hấp đó hả? Đúng rồi. Và cái nước chấm. À, mở cho mình coi tại chỗ luôn. Ừ, không phải là bao ăn luôn. Chị giá thì sao chị? Giá thì lần đầu thấy ủa sao mắc quá vậy, nhưng mà suy nghĩ lại mà dây nữa. Chị ba bán đâu có theo dây đâu. Dạ. Ra là giá này rất hợp lý. Dạ dạ. Là mua cho nó ngon nữa. Nhiều người ở nhà người ta không có biết, người ta nói là cua 700 một ký là hết. Đúng rồi, nghe là mắc á, bắt đầu một ký vậy. Sau này mình thấy là họ cần không có theo dây, thấy nó hợp lý rồi. Đúng rồi. Thật ra thì bán thì chị ba bán không có lời bao nhiêu cả, nhưng mà nhiều người người ta xem á, người ta chỉ xem clip người ta nói là cua mắc thôi. Thật là gặp mà nhiều này người này giống như là vịt muối vậy đâu hả? Anh biết tôi gì ba. Có thiệt. Thật luôn nè, đúng không? Quá chả là nhiều luôn. Ừ. Chấm cái nhìn thấy thèm quá. Đã hết luôn. Hôm nay thì mình mua bảy con cua. Bỏ nè. Thì mình nghe nói chị ba là sống không mình à. Dạ. Đó thì chị ba thì sống rất là chân thật. Dạ. Thì tuy rằng bán đắt chị mà chị ba thấy cũng nhiệt tình với khách. Chứ không phải là thấy ta làm ăn được bán được cái thái độ nó không có tốt, mà thấy chị ba tới giờ vẫn chị ba rất là tỏ thái độ rất là nhiệt tình. Dạ. Rất là thân thiện. Dạ. Đó. Chị có cái gì muốn chia sẻ với mọi người để tới cua dì ba không? Người nào muốn ăn được cua ngon á, hãy tới đây ủng hộ cua dì ba. Mấy lon rồi anh? Hai lon. Dạ. Ăn cua dì ba uống bia thì thấy sao? Ngon. Nó mà quanh luôn. Rất là ngon mọi người. Mày lớn thật, mai chắc lên kiếm cua thật ăn đi sớm. Dạ. Khi nãy đi cũng sớm á, số 20 mà hết cua thịt nè. À, mai lên ghé, mai ghé lại nữa hả? À, anh nói là mai ghé lại mua cua thịt. Mai đi rồi. Sớm hơn chút thì chắc có. Dạ. Mấy anh đi tới mấy giờ? Nãy hả? Dạ. 11 giờ. Dạ. Hơn 1 giờ. Từ hơn 11 giờ thì số hơn 20. Cao. Dạ đúng rồi. Số 20 giờ. Dạ. Hết rồi. Mai ghé sớm sớm tí. Cái bản hiệu cua dì ba này là cũng có cái mấy cái người mà thương dì ba đó, để làm cho dì ba đó mọi người. Đây. Nóng quá à, chị ba? Nóng quá hả? À? Thank you.
cái chị áo trắng này là hồi nãy là chị mua là 5 con cua mà chị ăn 3 con, bây giờ còn 2 con, bây giờ chị mua thêm nữa nè mọi người ơi. Hai móc gươi Đồng Nai mua cua trở về Biên Hòa lại luôn. 450 chị cho em hỏi chị thêm mua thêm mấy ký hả chị? Chắc 409 ngàn. Mình mua thêm về ăn hay là ăn ở đây luôn chị? Mua về cho ăn vậy thôi. À, dạ, dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị nha. Cái chị này cũng là mua cua rồi nhưng mà đi một đoạn thì về là mua thêm 2 ký nữa đây.